Chào đón quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV. Kính thưa quý vị, nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại Grand Garden Ballrooms của chiều ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 10 tháng 8 năm 2018. Và bây giờ đây đang là 5 giờ chiều, chúng tôi rất là háo hức xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi họp báo ngay tại thành phố Westminster, tiểu bang California, đêm nhạc tại tỉnh Ba sẽ được diễn ra vào một ngày sau đó, tức là ngày thứ 6, ngày 11 tháng 8 năm 2018. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Là cháu của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và người trên cương vị là thân phụ từ Nguyễn Tử Ông thì chắc hẳn là ông có những cái kỷ niệm rất là nhiều đối với lại người chú của mình. Và có nhiều những cái người nhạc sĩ bây giờ họ có những cái sự cản trở trong cái việc sáng tác âm nhạc và truyền cảm hứng. Và cái nhịp cầu nói của ông dành cho đêm nhạc tạ tình dành cho thế trẻ thì qua đây ông có thể nào chia sẻ quan điểm của mình một cách thẳng thắn và rõ ràng hơn về cái việc sử dụng những ngôn từ của Việt Nam của chúng ta một cách chuẩn mực và chuẩn xác hơn? Đương nhiên cái tiếng Việt của mình nó có nhiều cái hoặc là những cái văn hóa, trong nói về cái vấn đề văn hóa thì tất nhiên có những cái lời lẽ, có những cái ngôn ngữ nó không có, tôi thấy bây giờ nó không có như hồi xưa của mình phải nói như vậy. Trước năm 1700 cái nền văn hóa của mình, cái văn hóa của mình nó khác, bây giờ nó cũng vậy. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nếu mình giúp đỡ, huấn luyện và để nâng cho các em đấy, để cho các em nó hiểu được cái nền âm nhạc đó là cái gì. Có những cái trường ca như ngày đồng đại máu hồng sữa xanh. Ngoài ra ba tôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận về đêm họp báo, đêm nhạc tạ tình Ba với tên gọi Nhạc tình Hoàng Thi Thơ dành cho giới trẻ, được tổ chức tại Grand Garden. Và hiện rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Mến chúc cho quý vị có một đêm thật là hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Và xin hẹn tới ngộ với quý vị trong chương trình phóng sự cộng đồng lần sau. Ái Hiền tường trình từ thành phố Westminster, tiểu bang California.